Vui được gặp lại bà con trong buổi tối ngày hôm nay. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng tôi sẽ trao đổi cùng bà con ba cái nội dung như các cái buổi livestream trực tuyến thường lệ trước đây. Đó là lướt báo của người chăn nuôi, hay còn gọi là đọc báo của người chăn nuôi. Và cái nội dung thứ hai là trả lời trực tiếp các câu hỏi mà bà con đang tham gia theo dõi cái buổi livestream của chúng tôi đặt ra. Những câu hỏi thì chúng tôi sẽ trả lời cho bà con. Và đây là một cái nội dung chiếm một cái thời lượng lớn nhất. Do vậy, trong quá trình tham gia theo dõi buổi livestream trực tuyến của chúng tôi, bà con hãy đưa ra những câu hỏi để chúng tôi sẽ trả lời cho bà con các cái câu hỏi mà bà con đặt ra. Và cái nội dung cuối cùng đó là tư vấn cho bà con một số những cái chế phẩm thuốc thú y trong cái quá trình khống chế dịch bệnh cũng như là trong quá trình điều trị dịch bệnh cho vật nuôi. Do vậy mà trong cái quá trình tham gia theo dõi cái buổi livestream trực tuyến của chúng tôi, xin bà con hãy đưa ra những câu hỏi để chúng tôi trả lời. Và trước khi mà trao đổi với bà con các cái nội dung trong cái buổi livestream trực tiếp của chúng tôi xin chúc bà con cũng như cùng gia đình bà con có một sức khỏe tốt, và trong quá trình chăn nuôi sẽ đạt được nhiều cái thành công trong quá trình chăn nuôi, hay là thu được nhiều cái lợi nhuận trong quá trình chăn nuôi, cũng như khống chế tối đa dịch bệnh xảy ra trên đàn vật nuôi của nhà mình. Vâng, thưa bà con, nội dung đầu tiên mà chúng tôi sẽ trao đổi cùng với bà con đó là cái bệnh dịch tả lợn cổ điển và cái biện pháp khống chế. Tại sao chúng tôi lại trao đổi với bà con về cái nội dung này? Bởi vì trong cái giai đoạn hiện nay, bệnh trên đàn lợn là xảy ra hết sức phức tạp. Đặc biệt là mấy bệnh sau đây: bệnh dịch tả lợn cổ điển, bệnh dịch tả lợn châu Phi và bệnh tai xanh. Đây là ba bệnh mà hiện nay đang xảy ra rất nhiều ở các địa phương, trên toàn quốc, và cũng gây ra thiệt hại rất lớn đối với bà con chăn nuôi. Và ba bệnh này thì thường có những cái triệu chứng lâm sàng gần giống nhau, cho nên cái việc mà chẩn đoán phân biệt ba bệnh này hết sức khó khăn. Thế vậy thì khi mà chẩn đoán không được chính xác thì cái biện pháp khống chế sẽ không có hiệu quả, và biện pháp khống chế không có hiệu quả thì sẽ gây nên cái chi phí trong quá trình điều trị rất là cao, và từ đó kéo theo cái chi phí trong quá trình chăn nuôi rất là lớn, từ đó ảnh hưởng tới lợi nhuận, tới cái quá trình mà chăn nuôi. Và chính vì lý do đó mà chúng tôi trao đổi với bà con cái bệnh dịch tả lợn cổ điển và cái biện pháp khống chế. Tất nhiên các buổi livestream tiếp theo chúng tôi sẽ trao đổi lại cùng với bà con bệnh tai xanh và bệnh dịch tả lợn châu Phi. Mà vừa lúc đầu chúng tôi có trao đổi với bà con đây là ba bệnh đang xảy ra rất phức tạp và xảy ra ở rất nhiều địa phương trên toàn quốc và gây thiệt hại rất lớn đối với người chăn nuôi. Vâng, thưa bà con, bệnh dịch tả lợn cổ điển, nguyên nhân gây nên cái bệnh này là do virus. Thì loại virus gì thì chúng tôi cũng không trao đổi cụ thể, bởi vì chỉ trao đổi đối với bà con nhận biết được đó là bệnh do virus hay là bệnh do vi khuẩn. Nếu là bệnh do virus thì cái biện pháp điều trị bệnh thường là
không có hiệu quả. Và hiện nay chưa có các loại thuốc mà đặc trị đối với các virus, cho nên chúng tôi chỉ trao đổi với bà con mầm bệnh là virus hoặc là vi khuẩn, chứ loại virus gì hoặc loại vi khuẩn gì thì chúng tôi sẽ không trao đổi với bà con, bởi vì nhiều khi bà con cũng không để ý tới và cũng không cần thiết bà con chúng ta cần phải nhớ đó là loại virus gì hoặc là loại vi khuẩn gì. Cho nên chúng tôi chỉ trao đổi một cách tổng quát cụ thể gây lên cái nguyên nhân gây bệnh dịch tả lợn cổ điển là do virus, mà do virus thì chưa có cái kháng sinh điều trị đặc hiệu, do vậy mà cái việc mà điều trị bệnh là không có hiệu quả, thì bà con cần lưu ý như vậy. Và bệnh này nó xảy ra ở mọi độ tuổi nhé. Bệnh này nó xảy ra ở mọi độ tuổi, cụ thể là khi lợn con theo mẹ, lợn vỗ béo, lợn bột, nái, nái hầu bị, nái nuôi con và đực sống nhé, và đực sống. Hay nói một cách khác là bệnh gây nên cho mọi cái độ tuổi của lợn, hay nói một cách khác là mọi độ tuổi của lợn đều mắc cái bệnh này. Và bệnh lây lan nhá, bệnh lây lan theo hai cái phương thức. Phương thức thứ nhất là lây lan trực tiếp, tức là gì? Lợn bệnh mà tiếp xúc với lợn khỏe, hay nói một cách khác là lợn khỏe mà tiếp xúc trực tiếp với lợn bệnh, thì và cái lây lan trực tiếp này qua đường tiêu hóa hoặc là qua đường hô hấp trên. Phương thức lây lan thứ hai là lây lan gián tiếp, chỉ lây lan gián tiếp là qua các cái chất thải của lợn bệnh, ví dụ như là nước tiểu của lợn bệnh đào thải ra, hoặc là cái nhau thai mà nái mà mang thai mà bị nhiễm bệnh, hoặc là lây lan qua các cái vật chủ, qua các cái vật, cái nhân tố trung gian nhé, lây lan qua các nhân tố trung gian, ví dụ như là dụng cụ chăn nuôi, dụng cụ thú y, hoặc là người mà có mang cái mầm bệnh, hay nói một cái khác là mang virus dịch tả lợn cổ điển, sẽ gây bệnh khi mà lợn khỏe tiếp xúc với cái mầm bệnh qua các cái nhân tố trung gian, qua các nhân tố trung gian đó. Và triệu chứng của bệnh, triệu chứng của bệnh thì hay nói một cái khác là khi mà lợn bị mắc bệnh dịch tả lợn cổ điển thì nó có các cái triệu chứng như sau, và cái triệu chứng này nó tùy thuộc vào thể bệnh, và trên thực tế có 3 thể nhé, có 3 thể bệnh. Thể thứ nhất là thể cấp tính, thể thứ hai là thể quá cấp tính, và thể thứ ba là thể mãn tính. Thế vậy thì cái thời gian ủ bệnh của bệnh dịch tả lợn cổ điển trong vòng là 4 đến 8 ngày nhé. Thời gian ủ bệnh trong vòng 4 đến 8 ngày, hay nói một cái khác là con vật đã thì mang mầm bệnh nhưng mà chưa biểu hiện các triệu chứng lâm sàng, và đây là một cái thời gian hết sức nguy hiểm. Bởi vì sao? Là bệnh con vật chưa thể hiện cái triệu chứng, và khi mà chưa thể hiện cái triệu chứng thì chúng ta chưa thể mà cách ly tách riêng ra được, và trong cơ thể đã mang mầm bệnh và cái mầm bệnh luôn đào thải ra ngoài môi trường, và đây là một cái gì nguy cơ và một cái yếu tố lây lan rất là lớn. Thế vậy thì khi mà lợn mà mắc bệnh ở thể quá cấp tính thì nó có các cái biểu hiện như thế nào? Nó có biểu hiện như thế nào? Trong trường hợp mà thể quá cấp tính thì thường xảy ra đối với lợn con, tức là lợn đang theo mẹ hoặc là lợn sau cai sữa, và lợn chết rất nhanh. Bệnh
xuất hiện hay là triệu chứng xuất hiện chỉ trong vòng 3 đến 4 ngày thì lợn chết. Và biểu hiện của lợn bị mắc bệnh có các cái biểu hiện như sau: sốt cao. Thứ nhất là sốt cao, mệt mỏi, ủ rũ, viêm kết mạc mắt và giác mạc mắt và mắt có dử, và đặc biệt là xuất hiện các cái biểu hiện là xuất huyết ở trên da, đặc biệt là ở những vùng da mỏng. Và cái hiện tượng xuất huyết ở đây là xuất huyết đấm chấm hình đinh ghim hoặc là xuất huyết như là muỗi đốt, và sau một khoảng thời gian nhất định thì cái vùng da xuất huyết đó lại tím xanh lại nhé, lại tím xanh lại. Và có một số trường hợp lợn có biểu hiện là ọc máu mồm nha, hoặc là máu mũi, đồng thời là con vật chết, và cái tỷ lệ chết rất là cao. Thì đấy là cái thể thứ nhất là thể quá cấp tính, thể thứ hai là thể cấp tính. Thì đối với thể này nhá, đối với thể này thường là xảy ra đối với lợn bột, thường xảy ra đối với lợn bột. Và biểu hiện của lợn là sốt cao, mệt mỏi, ủ rũ, giảm ăn hoặc là bỏ ăn, viêm kết mạc giác mạc mắt, mắt đỏ ửng và có dử. Và một vài ngày đầu của bệnh, con vật có hiện tượng táo bón, phân nổn nhổn như viên bi và có cái màng nhầy bao bọc ở phân. Và sau một khoảng thời gian nhất định thì lợn bắt đầu có hiện tượng tiêu chảy, phân màu đen và thối khắm khó chịu. Phân màu đen, thối khắm, khó chịu. Đồng thời là trên da, đồng thời trên da xuất hiện các cái vùng xuất huyết, đặc biệt là ở vùng da mỏng như là ở vùng bụng, vùng bẹn, ở mang tai, và xuất huyết lấm chấm theo hình đinh ghim, thuấn tấm chấm theo hình đinh ghim. Còn đối với mà nái mà bị mắc bệnh ở cái thể cấp tính thì còn có cái hiện tượng là sảy thai và thai chết lưu. Thì đấy là cái thể thứ hai là thể cấp tính. Thể thứ ba là thể mãn tính. Thể mãn tính thì thể này thường thấy hoặc là thường gặp ở lợn từ 2 đến 3 tháng tuổi, và bệnh thường kéo dài. Bệnh thường kéo dài, có những trường hợp là bệnh kéo dài từ 30 ngày đến 90 ngày. 30 ngày đến 90 ngày. Và ở cái thời kỳ đầu hoặc thời gian đầu của bệnh là con vật có hiện tượng táo bón, và sau đó xuất hiện tiêu chảy. Đặc biệt ở trên da cũng bắt đầu xuất hiện các cái đám xuất huyết ở vùng da mỏng như là vùng bụng, vùng bẹn, vùng mõm và vùng ức. Cái hiện tượng là xuất huyết ở đây là lấm chấm hình đinh ghim. Đồng thời cuối cùng xuất hiện cái hiện tượng là tím da hoặc hoại tử ở trên da. Thì đấy là cái triệu chứng của bệnh dịch tả lợn cổ điển. Thế vậy thì cái triệu chứng này nó cũng tùy thuộc vào các cái thể bệnh mà nó thể hiện các cái triệu chứng khác nhau. Khi mà mổ khám lợn bị bệnh, thì ý bệnh tích cho thấy, tất nhiên là có rất nhiều các bệnh tích và tôi chỉ nêu các cái bệnh tích điển hình để cho bà con chúng ta dễ nhớ được, dễ nắm được để sau này mổ khám để có cái cơ sở cho việc chẩn đoán bệnh. Thì bệnh tích đối với lợn bệnh mà bị chết thì cho thấy là gầy còm và viêm kết mạc giác mạc mắt, đồng thời làm có hiện tượng xuất huyết ở các vùng da mỏng, xuất huyết lấm chấm hình đinh ghim, sau đó có hiện tượng là hoại tử xanh tím cái vùng da xuất huyết đó. Thì đấy là cái bệnh tích đại thể
Và đối với bệnh tích sau khi mà mổ thì chúng tôi chỉ nêu cho bà con những cái khí quan mà có các cái bệnh tích điển hình cho việc mà chẩn đoán bệnh dịch tả lợn châu Phi. Thứ nhất là khi mổ khám thì bà con chúng ta cần phải chú ý một số các cái khí quan sau đây. Thứ nhất là treo tràng nhá. Thứ nhất là ở vùng treo tràng. Thì ở treo tràng thì cái hạch đâm ba ở treo tràng xuất huyết và hoại tử cũng như là sưng rất là to nhá. Thì đấy là cái bệnh tích điển hình nhất. Thứ hai là thận thì cho thấy là ngoài vỏ thận có hiện tượng là xuất huyết đấm chấm hình đinh ghim rất là rõ, rất là rõ là cái xuất huyết đấm chấm hình đinh ghim. Thì đấy là thận. Thứ ba là ruột thì có hiện tượng là xuất huyết, có cái hiện tượng là xuất huyết. Và khi mà mổ khám ruột thì thấy rõ nhất là cái van hồi manh tràng có cái hiện tượng là loét hình cúc áo rất là rõ, có cái hiện tượng loét cúc áo hình rất là rõ. Thì đấy là ruột. Và đặc biệt là đối với lá lách nha, đặc biệt là đối với lá lách thì có cái hiện tượng nhồi huyết, màu sắc của lá lách thay đổi thường là tím đen và có hiện tượng nhồi huyết. Và do hiện tượng nhồi huyết mà quan sát thì rìa của lá lách đã có hiện tượng gồ ghề hình răng cưa, có hiện tượng gồ ghề hình răng cưa. Thì đấy là cái bệnh tích điển hình khi mà lợn bị mắc bệnh dịch tả lợn cổ điển. Và trong cái quá trình theo dõi và quan sát để mà chẩn đoán bệnh thì bà con chúng ta cần phải lưu ý kết hợp đồng thời. Thứ nhất là cái triệu chứng lâm sàng điển hình, và thứ hai là các cái bệnh tích điển hình. Cho nên khi mà đưa ra các câu hỏi thì bà con chúng ta cần phải lưu ý, phải kết hợp nhá, phải kết hợp các cái biểu hiện lâm sàng cùng với gì bệnh tích, chứ không nên đưa ra các cái biểu hiện lâm sàng không, hoặc là một số trường hợp bà con đưa câu hỏi cho chúng tôi là chụp ảnh và đưa ra cái bệnh tích. Thì trên thực tế chúng ta thấy là rất nhiều bệnh khác nhau nhưng mà lại có các cái triệu chứng, một số triệu chứng lâm sàng giống nhau, hoặc là rất nhiều bệnh giống nhau khác nhau nhưng mà lại có một số các cái bệnh tích bệnh tích đại thể giống nhau. Cho nên để mà chẩn đoán được chính xác thì bà con chúng ta cần phải căn cứ vào các cái biểu hiện lâm sàng cùng với cái bệnh tích để mà chúng ta đưa ra cái quyết định chẩn đoán cho chuẩn xác. Và để khống chế được bệnh này, thì như phần trên tôi đã nêu là những bệnh mà do virus, những bệnh là do virus thì hiện nay chưa có thuốc điều trị đặc hiệu mà chúng ta cần phải xử lý nghiêm ngặt. Và trong trường hợp bà con, trong trường hợp trang trại của chúng ta mà bị bệnh dịch tả lợn cổ điển thì bà con chúng ta cần phải xử lý nghiêm ngặt những con lợn bệnh, xử lý nghiêm ngặt những con lợn bệnh. Và những lợn bệnh mà chưa được tiêm phòng thì bà con chúng ta cần phải tiến hành sử dụng vaccine để tiêm phòng, để tiêm phòng. Thì đấy là bà con chúng ta cần lưu ý như vậy. Thế về việc phòng bệnh, thì bà con chúng ta cần phải tiến hành mấy cái bước sau đây, và những bước này thì hầu hết bà con chúng ta là không để ý tới. Thứ nhất là vệ sinh thú y nhé. Thế về khi vệ sinh thú y là gì? Là hàng ngày phải vệ sinh chuồng nuôi cũng như khu vực chăn nuôi sạch sẽ, và đồng thời định kỳ tẩy uế chuồng nuôi bằng các thuốc sát trùng.
Cái định kỳ ở đây thì khi mà chưa có dịch xảy ra thì bà con chúng ta định kỳ ở đây là cứ là 2 tuần một lần dùng thuốc sát trùng để tẩy uế chuồng nuôi và tẩy uế môi trường xung quanh. Thì cái việc mà dùng thuốc sát trùng này có ý nghĩa rất lớn để tiêu diệt mầm bệnh hoặc là giảm cái mầm bệnh trong cái khu vực chăn nuôi. Vì vậy mà hạn chế cái việc mà dịch bệnh trên cái đàn lợn của bà con. Thì đấy là cái vấn đề thứ nhất bà con chúng ta cần phải lưu ý. Vì vấn đề thứ hai ở đây là cái chăm sóc nuôi dưỡng lợn cho tốt. Thì chăm sóc nuôi dưỡng ở đây là gì? Là thức ăn phải đầy đủ các chất dinh dưỡng, và không những đầy đủ các chất dinh dưỡng mà phải đầy đủ cái lượng thức ăn hàng ngày. Đầy đủ cái lượng thức ăn hàng ngày, và đặc biệt là trong khẩu phần thức ăn là các cái chất dinh dưỡng phải là được cân đối, và định kỳ bổ sung các thuốc có tác dụng để nâng cao sức đề kháng và bồi bổ cơ thể, ví dụ như là Primix vitamin, Primix khoáng, các loại vitamin A, D, E và vitamin tổng hợp vân vân. Thì những cái hoặc có thể là dùng các chế phẩm sinh học để trộn vào khẩu phần thức ăn, định kỳ trộn vào khẩu phần thức ăn. Thì định kỳ đây có thể là mỗi một tháng một lần, và mỗi một lần từ 7 đến 10 ngày để có tác dụng nâng cao sức đề kháng. Mà khi mà sức đề kháng được của cơ thể được nâng cao thì nó sẽ hạn chế được cái hiện tượng nhiễm bệnh, hạn chế được cái hiện tượng nhiễm bệnh. Thì đấy là cái khâu thứ thứ hai. Và khâu thứ ba phải kiểm tra và xét nghiệm để loại bỏ những cái heo mà nghi bị mắc bệnh nhá, hoặc là heo nghi mà mang trùng, đặc biệt là phải thực hiện cái phương thức chăn nuôi hoặc là cái quy trình chăn nuôi an toàn sinh học, hạn chế người ra vào ở trong trang trại. Và khi mà vào trang trại thì cần phải tiến hành các cái bước mà sát trùng, ví dụ như là thay bảo hộ lao động, rồi tắm sát trùng, sát trùng ủng, sát trùng các cái dụng cụ chăn nuôi, và sát trùng tay. Thì có như vậy thì chúng ta mới hạn chế được hoặc mới khống chế được cái mầm bệnh gây nên đối với đàn lợn. Và một khâu quan trọng nữa là phải sử dụng vaccine nhá, thế vậy thì cái việc mà sử dụng vaccine cho để mà khống chế dịch tả lợn cổ điển thì bà con chúng ta cần phải tuân theo các quy trình. Thì tất nhiên là quy trình ở đây nó tùy thuộc vaccine đơn giá hoặc là vaccine đa giá. Thì tôi giới thiệu cho bà con cái quy trình mà sử dụng cái vaccine đơn giá cụ thể đối với lợn con. Thì người ta phải tác động vaccine phòng bệnh dịch tả lợn cổ điển hai giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên là khi mà lợn được 30 đến 35 ngày tuổi, cái giai đoạn đầu tiên, hoặc là cái mũi phòng bệnh đầu tiên đối với dịch tả lợn cổ điển là khi lợn con được 30 đến 35 ngày tuổi. Và lần thứ hai cách cái lần một là 2 đến 3 tuần, hay nói một cách khác là khi lợn được 6 tuần tuổi thì tiêm lần thứ hai, và sau 6 tháng thì tiêm lại cho đàn lợn hậu bị, hay nói là tiêm lại cái mũi thứ ba là khi lợn được 6 tháng thì đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là đối với nái hoặc là hậu bị thì phải tiêm phòng vaccine phòng bệnh dịch tả lợn cổ điển trước khi phối trước khi phối giống 2 đến 3 tuần. Thì đấy là đối với nái tách con và nái hậu bị. Thế còn nái đang mang thai, đối với nái đang mang thai thì người ta tiêm phòng vaccine, tiêm vaccine phòng bệnh dịch tả lợn cổ điển
khi mà nái mang thai được 75 đến 80 ngày tuổi thì cái tác động vaccine này nó có tác dụng là vừa phòng được bệnh cho con mẹ, đồng thời cũng gì tạo cái miễn dịch phòng bệnh cho đàn lợn con, cho đàn lợn con hay là cho bào thai, và sau đó khi mà lợn con được sinh ra thì sẽ có cái kháng thể để phòng được cái bệnh dịch tả lợn cổ điển. Còn đối với đực giống là cứ 6 tháng phải tiêm một lần. Đối với đực giống là cứ 6 tháng là phải tiêm lại một lần. Thì đấy là cái triệu chứng bệnh tích của bệnh dịch tả lợn cổ điển và cái biện pháp khống chế bệnh dịch tả lợn cổ điển. Như phần đầu mà chúng tôi trao đổi với bà con là chúng tôi trao đổi với bà con đối với bệnh này là do trong cái giai đoạn hiện nay cái dịch bệnh xảy ra trên đàn lợn hết sức phức tạp, đặc biệt là ba bệnh đó là bệnh dịch tả lợn châu Phi, bệnh dịch tả lợn cổ điển và bệnh tai xanh. Và ba bệnh này trên lâm sàng nó có một số các cái triệu chứng lâm sàng rất giống nhau mà rất dễ nhầm lẫn với nhau, cho nên cái việc mà chẩn đoán khó chính xác, vì vậy mà làm cho cái hiệu quả điều trị rất là thấp, cũng như là cái chi phí trong quá trình điều trị rất là cao, từ đó ảnh hưởng tới cái năng suất chăn nuôi. Cho nên trong giai đoạn hiện nay bà con chăn nuôi lợn cần phải lưu ý nhé, cần phải hết sức lưu ý đối với bệnh này. Vâng, sang phần thứ hai là trả lời trực tiếp đối với bà con chăn nuôi. Vâng, trong cái quá trình mà theo dõi thì bà con chúng ta hãy đưa ra những câu hỏi để chúng tôi trả lời cho bà con. Và cũng rất cảm ơn bà con thì trong cái live stream này thì chúng tôi cũng thấy rất nhiều bà con theo dõi, và cái sự theo dõi, số người theo dõi đông hoặc là bà con theo dõi đông cũng là một cái nguồn động viên để chúng tôi tiến hành các cái buổi live stream trao đổi với bà con những cái vấn đề trong quá trình chăn nuôi cũng như vấn đề khống chế dịch bệnh. Một khán giả tên là Đặng Ngọc Thư có hỏi là bò bị táo bón sau đó bỏ ăn không bú sau vài ngày chết là bệnh gì, và thầy cho em xin phác đồ điều trị. Như vậy thì đối với mà bò thì trong cái giai đoạn mà đang bú mẹ thì người ta thường gọi là bê chứ không gọi là bò. Bò tức là đã trưởng thành rồi mà đã có cái khả năng sinh sản và phát triển tốt rồi nha, thì trong trường hợp đấy nói bê. Như vậy thì ở cái với các cái biểu hiện mà trên cái con bê mà anh mô tả thì nó chưa có cái cơ sở để mà chúng tôi chẩn đoán bệnh một cách chính xác, nhưng trên thực tế cho thấy thì đối với B, đặc biệt là ở cái giai đoạn giá lạnh thì thường bị viêm phổi, thường bị viêm phổi, và khi bị viêm phổi thì con vật sốt cao, và khi mà con vật sốt cao thì sẽ có cái hiện tượng táo bón, sẽ có cái hiện tượng táo bón. Cho nên đối với bà con chăn nuôi bò sinh sản và có B đang theo mẹ thì cần phải lưu ý, đặc biệt là trong cái giai đoạn giá lạnh hiện nay là cần phải giữ ấm cho B nhé, cần phải giữ ấm cho B. Ví dụ như là chuồng nuôi nhốt thì phải là dọn cái chất thải thường xuyên, nền chuồng phải khô ráo sạch sẽ. Nếu mà chuồng có hướng gió lùa thì phải là dùng cái tấm bạt che cái hướng gió lùa. Đặc biệt mà nếu có điều kiện đó, nếu có điều kiện thì có thể là sử dụng cái đèn hồng ngoại để sưởi ấm cho bê. Thì đấy là bà con chúng ta cần phải lưu ý. Và khi mà bê bị viêm phổi thì bà con
cần phải lưu ý hoặc là anh cần phải lưu ý. Thứ nhất là phải sử dụng cái kháng sinh. Thế vậy thì cái kháng sinh mà điều trị mà có hiệu quả cao hiện nay đối với bệnh ở đường hô hấp thì người ta thường sử dụng là amoxicillin nhé, dùng amoxicillin hoặc có thể là dùng ampicana hoặc là kanamycin hoặc là lancospec hoặc là zantatilo hoặc là thiamulin vân vân, để mà có cái sự phối hợp giữa hai loại kháng sinh để nâng cao được cái hiệu quả điều trị. Thì trên thực tế là người ta thường có phối hợp và anh thực hiện như sau: buổi sáng là dùng amoxicillin hoặc là Zenmox LA nhé, hoặc là Zenmox LA tiêm cho B theo chỉ dẫn trên bao bì sản phẩm, và buổi chiều thì dùng những chế phẩm có Ceftifur, ví dụ như Cept 5.0 hoặc BioCept hoặc là Ceftcat 7510, hoặc nếu không có cái Ceftifur thì có thể là sử dụng cái Thiamulin, sử dụng cái Thiamulin, hoặc là có thể là sử dụng cái Ceftazidime, sử dụng cái Ceftazidime để tiêm. Thì đấy là cái thuốc kháng sinh mà người ta thường là sử dụng các loại kháng sinh có hoạt phổ rộng và kháng sinh mà ít bị vi khuẩn kháng thuốc và phối hợp để nâng cao cái hiệu quả kháng sinh và nâng cao cái hiệu quả điều trị. Và đồng thời phải dùng thuốc giảm viêm. Thì thuốc giảm viêm đây có thể là dùng dexamethasone hoặc có thể là dùng prednisolone để tiêm cho B. Đồng thời sử dụng những thuốc mà điều trị triệu chứng, ví dụ như là B có ho thì phải dùng thuốc giảm ho đông đờm như là bromhexin để tiêm, hoặc nếu mà sốt thì sử dụng cái para C hoặc là paracetamol hoặc là allergin C để tiêm, cùng với việc dùng thuốc trợ sức trợ lực và nâng cao sức đề kháng như vitamin C kết hợp với B1 kết hợp với caffeine, cùng với việc là dùng catosan hoặc satosan tiêm bắp. Và nếu có điều kiện nha, nếu có điều kiện thì phải sử dụng dung dịch đường gluco 10% hoặc là 20% tiêm truyền và tĩnh mạch. Thì đây là một cái biện pháp mà khắc phục đối với con bệnh có cái hiệu quả rất là cao. Cho nên mà nếu có điều kiện thì anh cũng như bà con cần phải thực hiện cái việc mà dùng dung dịch đường gluco 10% hoặc 20% tiêm truyền chậm vào tĩnh mạch ngày một lần. Cái liều lượng đối với B thì có thể là dùng 300 đến 500 ml trong một ngày. Thì tất nhiên là trong cái dung dịch đường gluco này cần phải phối hợp thêm vitamin C và đặc biệt là phối hợp với thuốc trợ tim, ví dụ như là long đậu nước hoặc là caffeine benzoate. Thì với cái phác đồ trên nha, với phác đồ trên mà điều trị sớm và điều trị tích cực thì sẽ có cái hiệu quả rất là cao. Và tôi nhắc lại là cái viêm phổi ở gia súc non, đặc biệt là viêm phổi của bê nghé, nó tiến triển rất là nhanh. Nếu mà chúng ta điều trị không kịp thời và không tích cực thì chỉ khoảng sau 3 đến 4 ngày là con bê nó sẽ gì? Nó sẽ chết nhá. Thì đấy là cái bệnh mà viêm phổi ở B. Anh Thư cũng như bà con cần phải lưu ý. Rồi, một khán giả nữa có câu hỏi như thế này. Dòng Việt, khán giả có tên là Dòng Việt, thầy cho em hỏi là magie sulfat dạng tiêm và dạng cho uống có dùng được cho bò mang thai trong trường hợp trứng bụng đầy hơi không? Vâng, cái thuốc mà tẩy rửa hay người ta gọi là cái tẩy rửa đường tiêu hóa ấy, thì cái magie sulfat cũng
margin phân phát thì nó có hiện nay nó có hai dạng. Dạng thứ nhất là dạng mà tinh thể thì là cho uống, còn dạng thứ hai là dạng dung dịch. Thì dạng dung dịch thường là ở cái nồng độ 25% và người ta tiêm hoặc là cho uống. Thì trong cái trường hợp mà đường tiêu hóa, ví dụ như dạ cỏ hoặc có thể là ruột có tích các cái thức ăn mà bị nhiễm độc hoặc là thức ăn bị ôi mốc mà gây nên cái rối loạn tiêu hóa, hoặc là trong cái trường hợp là táo bón, hoặc là trong cái trường hợp mà tắc ruột vân vân. Đối với dạ cỏ thì trường hợp bội thực dạ cỏ cũng như chứng hơi dạ cỏ hoặc là liệt dạ cỏ thì người ta thường sử dụng cái thuốc này để mà tẩy trừ chất chứa, người ta gọi chung là tẩy trừ chất chứa, tức là cái thức ăn mà những cái thức ăn mà đó có ở trong dạ cỏ hoặc có trong ruột mà gây nên các cái bệnh ở dạ cỏ như chứng hơi, ví dụ như liệt dạ cỏ, như là bội thực dạ cỏ vân vân. Thế vậy thì trong trường hợp mà bò mà đang mang thai thì chúng ta không nên nhá, không nên sử dụng cái sunfat magie trong việc mà tẩy trừ chất chứa nhá, trong việc tẩy trừ chất chứa, bởi vì khi mà sử dụng cái này thì nó cũng gây nên cái co bóp, gây nên cái co bóp, và chúng ta thấy là nó tăng cường cái nhu động đấy, nhu động của cơ trơn thì tăng cường nhu động ruột thì nó cũng tăng cường cái nhu động dạ cỏ, mà khi mà tăng cường cái nhu động dạ cỏ thì nó cũng tăng cường cái nhu động của cơ trơn tử cung mà nó sẽ gây nên cái hiện tượng sảy thai. Thì tất nhiên không phải là 100%, nhưng mà nó cũng là một trong những yếu tố gây nên cái hiện tượng sảy thai, đặc biệt mà khi mà bò mang thai ở cái kỳ 1 nhá, mang thai ở kỳ 1 hoặc là ở kỳ cuối thì thường gây nên cái hiện tượng sảy thai, cho nên là không nên dùng nhá, theo tôi là không nên dùng. Vâng, một khán giả tên là Nguyễn Kiên, cháu xin hỏi chuyên gia cho cháu có đàn lợn, cháu đã tiêm vaccine kép rồi và muốn nhắc lại, chú tiêm tả đơn hay là kép? Vâng, vaccine mà khán giả có hỏi là vaccine kép, thì vậy là kép ở đây thì nó phòng được những bệnh gì thì khán giả cần phải nêu, nó cần phải nêu. Như vậy thì ví dụ như trên thực tế người ta thường là tiêm như thế này, hai mũi phòng được ba bệnh, hoặc có thể là hai loại vaccine, một loại là vaccine kép là tụ huyết trùng và phó thương hàn, người ta đóng vào một lọ, còn một lọ là vaccine phòng bệnh dịch tả, đóng một lọ và sau đó là trộn hai cái lọ này vào tiêm một mũi thì phòng được ba bệnh. Nhưng mà trên thực tế là cái việc mà trộn như thế này thì chỉ là chế phẩm vaccine của phân viện thú y miền Trung mới làm được, còn các loại vaccine khác thì không được, không trộn được như thế này nhé, không trộn được như thế này. Như vậy thì cái việc mà như nãy tôi nói là để mà phòng cái bệnh dịch tả lợn cổ điển, như nãy tôi nói là đối với lợn con thì người ta phải sử dụng là hai lần, khi mà lợn được 30-35 ngày tuổi, sau đó là khi lợn được 6 tuần tuổi là tiêm mũi thứ hai, và lợn được 6 tháng tuổi thì trong trường hợp mà chúng ta có thể là đối với lợn cái mà nuôi nái thì người ta tác động. Thế còn thì đối với là được giống thì cứ 6 tháng tiêm một lần, hoặc là đối với nái thì đấy, như nãy tôi nói rồi, nái hậu bị nhá. Nái hậu bị thì là trước khi phối giống là người ta trước khi phối giống 2-3 tuần là phải tiêm, hoặc là nái mà đang nuôi nái mà đã tách con thì cũng phải phối giống trước khi mà phải tiêm vaccine dịch tả lợn cổ điển mà trước khi phối giống, hoặc là trong trường hợp mà nái mà đang mang thai thì mang thai ở cái khoảng thời gian là 75-80 ngày tuổi thì người ta tiêm được nhé. Cho nên là tùy theo nhé, tùy theo cái độ tuổi của lợn mà khán giả đã tiêm và tiêm loại vaccine nào rồi thì là khán giả sẽ quyết định, và nhớ là phải
tiêm phòng theo cái chỉ dẫn trên bao bì sản phẩm và theo cái chỉ dẫn của chuyên môn. Vâng, một khán giả tên là Rồng Việt nhờ thầy chia sẻ cái thông hơi qua thực quản cho bò chứng bụng đầy hơi. Vâng, cái việc mà thông thực quản ở đây nó có mấy cái vấn đề. Vấn đề thứ nhất là trong cái trường hợp mà trứng hơi thì trứng có thể là trứng hơi dạ dày đối với ngựa đó, hoặc là trứng hơi dạ cỏ đối với châu bò, hoặc là cái thông thực quản đây thì còn có cái tác dụng là để điều trị cái hiện tượng mà tắc nghẽn thực quản, hoặc có thể là thông thực quản mà để mà đưa thức ăn hoặc là thụt rửa dạ dày trong cái trường hợp mà bị gì trúng độc vân vân. Thế vậy thì cái việc mà dùng ống thông thực quản ở đây nhá, việc ống thông thực quản ở đây hoặc là quá trình tiến hành thông thực quản thì cần phải anh cũng như bà con cần phải lưu ý mấy bước sau đây. Thứ nhất là chúng ta phải cố định gia súc. Thì cố định gia súc ở đây đối với trâu bò ngựa là chúng ta phải cố định ở gióng và hướng là đầu của trâu bò hoặc là ngựa phải là chếch cao nhé, chếch cao hay là phải ngửa lên phía trước, thì đấy là vấn đề thứ nhất mà cần lưu ý. Thứ hai là phải xử lý cái ống thông thực quản. Thì thường là ống thông thực quản là một cái ống cao su không được mềm quá cũng không được cứng quá, và đặc biệt là khi mà dùng với thời gian lâu là có hiện tượng lão hóa mà rạn nứt thì chúng ta không dùng đó, và chúng ta không dùng. Và trước khi mà chúng ta đưa cái ống thông thực quản vào thực quản thì chúng ta cần phải là tiệt trùng. Thì rất nhiều cán bộ thú y, đặc biệt là thú y địa phương, khi sử dụng cái ống thông thực quản tiệt trùng ở đây là gì, dùng cồn iốt để bôi ở phía ngoài. Thì cái cồn iốt mà nó có ảnh hưởng rất lớn tới cái cao su, nó sẽ làm tăng cái thời gian mà tăng nhanh cái thời gian lão hóa và không có tác dụng, không có tác dụng nhiều. Bởi vì chúng ta thấy là trong ống thông còn có cái độ rỗng của cái ống thông, cho nên chúng ta là bôi cồn iốt thì chúng ta chỉ gì tác động được ở phía ngoài thôi, còn phía trong, bởi vì là nhiều khi là chúng ta phải bơm dung dịch thuốc qua cái đường kính, cái lỗ ở bên trong. Nếu mà lỗ bên trong mà chúng ta xử lý như vậy thì chưa tiệt trùng được, cho nên là bắt buộc là chúng ta phải gì hấp tiệt trùng nhé, hấp tiệt trùng, hoặc là chúng ta phải gì luộc tiệt trùng cái ống thông thực quản đó. Và sau khi đã xử lý tiệt trùng cái ống thông thực quản rồi thì bắt đầu chúng ta tiến hành thông thực quản. Thì trước khi mà tiến hành thông thực quản thì chúng ta phải dùng cái dầu trơn. Thì trên về mặt lý thuyết thì người ta nói là dùng vaseline. Bây giờ vaseline có ở đâu? Đó, vaseline có ở đâu? Cho nên là chúng ta có thể sử dụng trên thực tế rất dễ tìm kiếm, chính là cái dầu ăn đấy, cái dầu mà dầu thực vật mà dầu rán đấy, chúng ta bôi vào. Hoặc nếu không có thì có thể là chúng ta dùng cái xà phòng cũng được, không có vấn đề gì cả. Chúng ta dùng xà phòng, chúng ta bôi trơn 1/3 cái đầu ống thông thực quản. Thì đấy là chuẩn bị ống thông. Và khi đưa ống thông vào thực quản thì tùy theo từng đối tượng. Đối với châu bò là người ta đưa qua vùng miệng nhá, đưa qua miệng nhá. Còn đối với ngựa thì người ta không đưa qua miệng. Đối với ngựa thì chúng ta phải đưa qua mũi. Thế vậy nên hỏi một số trường hợp thì nói là ngựa nó có răng, châu bò không có răng, cho nên là ngựa có răng là không đưa vào ống thông qua miệng mà đưa qua mũi. Không phải, không phải như vậy. Bởi vì là răng hay không răng, mà khi chúng ta đưa ống thông thực quản qua vùng miệng thì bắt buộc chúng ta phải có khóa mở miệng. Đó, bắt buộc chúng ta phải khóa mở miệng. Như vậy là khi đã có khóa mở miệng rồi, chúng ta cố định miệng rồi thì làm sao con trâu, con bò, con ngựa nó thì cắn được vào ống thông. Mà cái việc đưa ống thông ở hai vị trí khác nhau của hai loại vật nuôi khác nhau nó phụ thuộc vào cái vòm khổ cái. Đối với ngựa thì cái vòm khổ cái rất hẹp, cho nên nếu mà chúng ta đưa ống thông vào ống thông thực quản mà qua vùng miệng là ống thông không qua, không vào được thực quản, không vào được thực quản.
cho nên người ta phải là đưa ống thông qua mũi là cái chỗ đó nha, đưa qua ống mũi ở chỗ đó. Thế vậy thì chúng ta thấy là thực quản với khí quản nằm song song với nhau, nó nằm song song với nhau và nó chỉ được giới hạn bởi một cái van, nó một cái van. Như vậy là cho nên khi mà sử dụng ống thông thực quản mà chúng ta thông ấy thì rất dễ, ống thông rất dễ có thể là đưa vào khí quản chứ không vào, không phải đưa vào thực quản. Mà khi mà đưa vào khí quản mà chúng ta không xác định được, chúng ta đưa thuốc vào hoặc là chúng ta cứ đưa tiếp tục ống thông vào thì sẽ gây nên cái hiện tượng là sặc khí quản và con vật ngạt thở, con vật chết. Do vậy khi mà đưa ống thông vào, chúng ta cần phải phân biệt ống thông vào thực quản hay ống thông vào khí quản. Và trên thực tế trong quá trình mà chúng tôi sử dụng, chúng tôi sử dụng thì có các cái cách mà phân biệt ống thông vào thực quản và khí quản như sau. Trường hợp mà ống thông vào thực quản thì con vật có phản xạ nuốt, con vật có phản xạ nuốt, cho nên là khi chúng ta cầm ống thông thì ống thông nó được mút rất là chặt, mút rất là chặt, thì đấy là cái thứ nhất. Và con vật không có phản xạ ho, con vật không có phản xạ ho. Đặc biệt khi chúng ta để cái đầu ống thông thực quản, cái đầu ngoài ống thông thực quản sát với cái bề mặt bát nước hoặc là chậu nước thì chúng ta thấy không có gợn sóng, thì trường hợp đấy là ống thông là vào thực quản. Còn ống không vào khí quản thì chúng ta thấy rất rõ, thứ nhất là con vật không có phản xạ nuốt, và thứ hai là con vật có hiện tượng sặc và ho rất mạnh. Sặc và ho rất mạnh. Và thứ ba là chúng ta để cái đầu ngoài của ống thông sát với bề mặt của bát nước cũng như là của chậu nước thì có tính chất nó có hiện tượng gợn sóng. Thì trong trường hợp mà ống thông vào khí quản là chúng ta phải rút ra và chúng ta thông lại. Khi nào ống thông vào thực quản thì chúng ta mới tiến hành cái biện pháp điều trị, tiến hành thụt rửa hoặc là tiến hành bơm các thuốc hoặc là các cái thức ăn vào trong dạ dày qua thực quản. Vâng, một khán giả tên là Ngô Quyên hay Ngô Quyền nhờ thầy chỉ cách chữa dê con mới sinh bị tiêu chảy. Vâng. Đối với dê, đặc biệt là dê mới sinh thì thường có các cái bệnh sau đây. Thứ nhất là viêm ruột tiêu chảy. Và cái viêm ruột tiêu chảy ở đây có thể là do E. coli, do Salmonella, nhưng đặc biệt là đối với dê con thì có cái hiện tượng là tiêu chảy do vi khuẩn nhiễm khí Clostridium perfringens, và người ta thường gọi là cái viêm ruột hoại tử. Và trong trường hợp này cái tỷ lệ chết rất là cao, thì đây là cái trường hợp thứ nhất mà dê con hay mắc. Thứ hai là bị viêm phổi đó, thứ hai là viêm phổi. Thế vậy thì để mà điều trị cái viêm ruột tiêu chảy đối với dê thì anh hay là chị và bà con cần phải lưu ý. Cái việc đầu tiên là chúng ta phải tách dê bệnh ra khỏi đàn, và thứ hai là phải giữ ấm cho dê, đặc biệt là không cho dê tiếp xúc với nước hoặc là không cho nước tác động vào đối với dê, và sàn chuồng nuôi hoặc là cái khu vực mà chăn nuôi là cần phải là sạch sẽ khô ráo, và đồng thời dùng cái đèn hồng ngoại nha, dùng đèn hồng ngoại để giữ ấm cho dê, đặc biệt là dê con mà đang theo mẹ và đang bú hay là ở cái giai đoạn ốm đấy, thì đấy là vấn đề thứ nhất và cần lưu ý. Thứ hai là sử dụng cái kháng sinh để điều trị. Thế vậy thì trong trường hợp này là người ta thường là sử dụng hai loại kháng sinh. Loại kháng sinh thứ nhất là tác động trực tiếp, loại kháng sinh tác động trực tiếp đường tiêu hóa. Thì người ta thường sử dụng các loại kháng sinh mà cho uống, ví dụ như là dùng Amoxicillin hoặc là dùng Ampicana hoặc là dùng Neotison
hoặc là dùng tetramycin để mà cho dê uống nhá, để cho dê uống. Thế vậy trong trường hợp mà viêm ruột hại tử thì người ta sử dụng sử dụng cái amoc hoặc là dùng cái ampicana hoặc là penicillin để cho uống. Còn kháng sinh để tiêm ấy, nhá, kháng sinh để tiêm thì người ta sử dụng cái kháng sinh đó là amoxicillin hoặc là amoc la nhá, amoxicillin hoặc là amoc la để người ta tiêm. Thì trong trường hợp đấy là người ta tiêm buổi sáng, còn buổi chiều thì sử dụng cái kháng sinh là fluorphenicol nhá, fluorphenicol hoặc là thiamphenicol để tiêm. Thì đấy là cái kháng sinh. Và thứ hai là phải dùng thuốc mà trợ sức trợ lực nâng cao sức đề kháng, thì dùng vitamin C kết hợp với B1 kết hợp với caffeine tiêm cho dê. Thì đây là thuốc trợ sức trợ lực và nâng cao sức đề kháng. Và thứ ba là dùng thuốc để giảm cái tiết dịch ruột cũng tăng cường nhu động ruột, đó là dùng atropine sunfat để tiêm bắp nhá, dùng là men tiêu hóa để cho con vật uống. Hợp mà viêm ruột hại tử thì bà con hoặc anh là phải sử dụng cái thuốc mà có tác dụng là bảo vệ niêm mạc ruột, đó là nitrat bismuth nhá, nitrat bismuth. Nếu không có nitrat bismuth thì có thể là dùng specta của người ấy, cho dê uống, thì nó có tác dụng sát trùng đường ruột và bảo vệ niêm mạc ruột rất là tốt. Và đặc biệt mà khi mà dê bị viêm ruột tiêu chảy nặng thì bắt buộc phải truyền dịch, hay gọi là bổ sung nước và chất điện giải. Thế vậy nước và chất điện giải ở đây là người ta thường sử dụng là nước muối sinh lý 0,9%, hoặc có thể là dùng sinh lý mặn ngọt, hoặc là có thể dùng Ringer lactate. Thì đấy là những dung dịch mà có tác dụng và bổ sung nước và chất điện giải. Và cái dung dịch đẳng trương có tác dụng bổ sung nước và chất điện giải trong cái trường hợp mà viêm ruột tiêu chảy, cơ thể bị mất nước và mất chất điện giải. Và với cái phác đồ trên điều trị liên tục nhá, điều trị liên tục từ 5 đến 7 ngày. Vâng, rất cảm ơn bà con đã bớt chút thời gian theo dõi cái buổi live stream trực tuyến của chúng tôi. Một khán giả tên là Võ Hậu, xin thầy cho em hỏi heo bỏ ăn sốt và khi tiêm Anagin với bio săn, sau vài giờ heo lại ăn, sau một ngày heo lại bỏ sốt và sốt, không biết là như thế nào. Thế vậy thì thưa anh, hiện nay nha, hiện nay cái dịch bệnh ở trên đàn lợn nó xảy ra hết sức phức tạp, và như phần đầu mà tôi đã nói thì đang xảy ra thứ nhất là bệnh dịch tả lợn châu Phi, thứ hai là bệnh tai xanh, và thứ ba là dịch tả lợn cổ điển, và thứ tư là lở mồm long móng. Thế vậy thì đối với bệnh tai xanh thì nếu mà chúng ta tác động sớm và tác động tích cực thì cái hiệu quả điều trị nó cũng đạt được là cái hiệu quả là khoảng 50-60%, 50-60%. Do vậy mà trong cái quá trình mà sử dụng kháng sinh để mà điều trị thì cái kháng sinh ở đây là trên thực tế là cái phác đồ điều trị bệnh tai xanh ở đây là không phải là điều trị và tiêu diệt được virus, mà chủ yếu là dùng cái phác đồ là dùng thuốc trợ sức trợ lực nâng cao sức đề kháng, dùng thuốc điều trị triệu chứng và dùng thuốc mà điều trị cái bệnh kế phát. Thế vậy đối với bệnh tai xanh thì thường kế phát, ví dụ như là kế phát là bệnh xuyễn, kế phát là Glasser hay là viêm đới xoang, kế phát là bệnh viêm phổi, màng phổi vân vân. Cho nên là cái kháng sinh ở đây người ta thường là sử dụng để điều trị cái bệnh kế phát, và cái kháng sinh người ta thường phối hợp mà có hiệu quả cao trong cái việc mà điều trị bệnh tai xanh đó là amoxicillin hoặc là amoc la hoặc là genmoc la hoặc là gentamoc la hoặc là
Tula, làm người ta tác động vào buổi sáng, còn buổi chiều thì tác động những chế phẩm của Chef Bifur, ví dụ như Chef 5.0, BioChef hoặc Chef Cat 7510 hoặc là T-Septicat hoặc là Septi-1000, vân vân, kết hợp với việc thuốc giảm viêm và thuốc trợ sức trợ lực, thuốc giải độc gan thận thì nó chỉ hiệu quả là như tôi nói là được 50-60%. Thế còn trong trường hợp mà điều trị thuốc kháng sinh rồi thuốc giảm sốt thì đặc biệt là trong trường hợp mà một số người là sử dụng những thuốc giảm sốt và là sử dụng thuốc giảm sốt xong thì con vật lại ăn, nhưng sau đó không dùng nó lại không ăn. Như vậy là khi mà giảm sốt thì nó sẽ giảm cái triệu chứng, mà khi mà con vật sốt cao thì không bao giờ con vật ăn. Cho nên khi mà hạ sốt thì là lại ăn được. Như thế trong trường hợp đây là chỉ là gì, điều trị triệu chứng chứ không phải là bệnh. Và sau đó nếu mà chúng ta cứ chỉ sử dụng thuốc giảm sốt thì sau này thuốc giảm sốt sẽ không có hiệu quả. Cho nên trên thực tế mà nếu mà anh đã dùng các loại kháng sinh mà như tôi đã nêu ở trên cùng với thuốc mà giảm sốt, thuốc điều trị triệu chứng và thuốc mà trợ sức trợ lực ấy, trong vòng 3 đến 5 ngày mà không có hiệu quả thì tốt nhất là loại thải. Và cái khả năng nhé, khả năng là bị bệnh dịch tả lợn cổ điển và bệnh dịch tả lợn châu Phi là cao. Cho nên trên thực tế nếu mà anh cũng như bà con mà nuôi nhiều đấy, mà có một vài con có các cái hiện tượng mà như nêu ở trên mà sử dụng kháng sinh không có hiệu quả thì nên lấy mẫu máu và đưa tới một số các cái phòng xét nghiệm nơi gần nhất, hoặc có thể trên thực tế hiện nay đã có những cái test. Thứ nhất là test để mà chẩn đoán bệnh tai xanh, chẩn đoán dịch tả lợn châu Phi và chẩn đoán là dịch tả lợn cổ điển, để mà căn cứ vào cái kết quả xét nghiệm đó để mà chúng ta có cái biện pháp chúng ta xử lý. Ví dụ như nếu mà chúng ta test có cái kết quả xét nghiệm là dịch tả lợn châu Phi dương tính thì chúng ta điều trị làm gì? Chúng ta phải xử lý và có biện pháp chúng ta xử lý cho nó tốt. Chứ còn cứ điều trị mãi mà vừa tốn kém chi phí trong quá trình mà điều trị mà lại không có hiệu quả. Thì đấy là anh cũng như bà con cần lưu ý. Một câu hỏi thứ hai là anh cũng đưa ra, thầy cho em hỏi là heo tiêu chảy, phân màu xi măng, heo nôn mửa, heo được 1,5 tháng đã tiêm loprasin và 2 ngày vẫn chưa đỡ. Cái hiện tượng mà heo mà con ở cái giai đoạn sau cai sữa hoặc là 2 tháng thì nó có mấy khả năng. Khả năng thứ nhất là viêm ruột tiêu chảy do Salmonella, hay người ta còn gọi là bệnh phó thương hàn, hoặc có thể là do E. coli gây nên, hoặc có thể là do viêm ruột hoại tử, và một trường hợp nữa là trường hợp là cái dịch tiêu chảy cấp. Thế vậy thì để mà phân biệt được ba cái loại bệnh này, ví dụ như là do E. coli thì chúng ta thấy là heo, cái phân của heo là thường là phân vàng. Thế còn do Salmonella thì phân lỏng nhưng mà có màu xi măng. Còn trong trường hợp là viêm ruột hại tử thì phân có màu đen loãng và thối khắm. Và trong trường hợp mà cầu trùng thì phân cũng vàng và có bọt khí. Thì đấy. Thế còn trong trường hợp mà dịch tiêu chảy cấp thì phân lỏng và lượng nước trong phân rất nhiều, có thể là màu xanh, màu đen hoặc cũng có thể màu vàng. Nhưng cái triệu chứng điển hình nhất là con vật nôn mửa liên tục. Và đối với lợn con đang theo mẹ thì có hiện tượng nằm trên bụng mẹ, hoặc là đã tách mẹ rồi thì có hiện tượng nằm chồng đống lên nhau. Và cái tỷ lệ chết rất là cao, tùy thuộc vào độ tuổi của heo. Như vậy thì trong trường hợp này thì theo tôi là rất có thể là heo của nhà anh chị bị mắc cái dịch tiêu chảy cấp.
nhá, dịch tiêu chảy cấp. Vì vậy mà cái việc mà dịch tiêu chảy cấp cũng là do virus gây nên, nhưng mà nó thường là kế phát cái hoặc là thường bội nhiễm E. coli nhá, thường bội nhiễm E. coli hoặc Salmonella, nhưng đặc biệt là bội nhiễm E. coli. Cho nên trên thực tế là khi mà heo bị mắc dịch tiêu chảy cấp thì chúng tôi thường có cái phác đồ điều trị như thế này: nếu mà điều trị sớm và điều trị tích cực thì hiệu quả điều trị nó cũng tương đối cao nhá, cũng tương đối cao. Thứ nhất là phải điều chỉnh lại cái khẩu phần thức ăn, tức là giảm cái lượng thức ăn tinh nhá, giảm lượng thức ăn tinh nhá, thì đấy là cần phải lưu ý, và loại bỏ những cái thức ăn mà bị ôi mốc. Thứ hai là phải giữ ấm cho heo. Thì giữ ấm ở đây là nếu mà chăn nuôi mà nền chăn nuôi mà trong nuôi là bằng nền đấy đó, thì phải dùng cái sạp tre hoặc sạp gỗ để góc chuồng, mà để heo nằm ở trên sạp tre hoặc sạp gỗ, và đồng thời cũng sử dụng cái đèn hồng ngoại để mà giữ ấm cho heo. Thì đấy là cái bước mà thứ nhất mà bà con cần phải lưu ý và anh chị cần phải lưu ý. Thứ hai là dùng kháng thể E. coli. Thì như tôi nói là khi mà bị dịch tiêu chảy cấp thì thường kế phát là E. coli. Do những cái tiêu chảy đây là do cái tác động của vi khuẩn E. coli. Cho nên là dùng kháng thể E. coli tiêm cho heo, tiêm ở dưới xoang phúc mạc ấy, tiêm liên tục 3 ngày liền. Đồng thời với việc mà tiêm kháng thể E. coli thì dùng cái kháng sinh đặc trị đối với E. coli, ví dụ như là dùng colistin hoặc là dùng clofenicol hoặc là thiamphenicol hoặc là ensoflox tiêm cho heo nhá, tiêm cho heo buổi sáng, còn buổi chiều là dùng những chế phẩm có ceftifur. Thì đấy là những kháng sinh điều trị cái bệnh bụi nhiễm vi khuẩn. Và dùng thuốc giảm nôn, thì thuốc giảm nôn ở đây là dùng atropine sunfat. Thì atropine sunfat vừa có tác dụng giảm nôn nhưng vừa có tác dụng giảm co bóp ở ruột và vừa có tác dụng giảm cái tiết dịch ruột, cho nên là nó cũng có tác dụng là giảm cái tiêu chảy rất là tốt. Do vậy là dùng atropine sunfat để tiêm bắp cho heo, liều lượng theo chỉ dẫn trên bao bì sản phẩm nhá, liều lượng theo chỉ dẫn trên bao bì sản phẩm. Và đặc biệt là phải bổ sung nước và chất điện giải nha, bổ sung nước và chất điện giải. Thì trong trường hợp này có thể là sử dụng cái dung dịch điện giải để cho heo uống, nhưng mà trên thực tế thì nhiều khi là nó không uống, mặc dù là nó rất khát nước, mà chúng ta cho cái dung dịch chất điện giải nó không uống mà nó lại uống cái nước bẩn cơ. Cho nên trong trường hợp này tốt nhất có điều kiện là chúng ta phải dùng cái dung dịch điện giải, ví dụ ringer-lactat hoặc là sinh lý mật ngọt hoặc là nước muối sinh lý hoặc là ringer-lactat, nhưng tốt nhất là chúng ta dùng sinh lý mật ngọt, hoặc nếu không là chúng ta dùng dung dịch đường gluco 5% chúng ta tiêm vào xoang phúc mạc nhé, tiêm vào xoang phúc mạc, hay người ta gọi là tiêm vào phúc xoang. Thì đây là một cái biện pháp mà bổ sung nước và chất điện giải. Đặc biệt là đường gluco thì vừa bổ sung nước nhưng đồng thời là vừa có bổ sung năng lượng. Khi mà heo bị tiêu chảy hoặc là con vật bị tiêu chảy thì cái hàm lượng đường trong máu giảm xuống, mà đường là cung cấp năng lượng, cho nên nếu mà chúng ta không cung cấp vào mà nó thiếu thì nó gây nên cái hiện tượng suy nhược, và nhiều trường hợp là con vật chết là chết là do suy nhược nhé, chết là do suy nhược. Thì đấy là cái thứ ba. Và thứ tư là chúng ta phải dùng thuốc để bảo vệ cái niêm mạc ruột. Thì thuốc bảo vệ niêm mạc ruột như bữa trước tôi nói là có thể là dùng nitrat bismuth hòa với nước cháo để cho con vật uống. Nếu không có là nitrat bismuth thì chúng ta có thể dùng specta của người, nhưng có tác dụng là rất là tốt, là sát trùng đường ruột cũng như là bảo vệ niêm mạc ruột. Và với cái biện pháp trên cái hiệu quả điều trị là chúng tôi đang nêu là hiệu quả điều trị là được 50-60%. Và một khán giả nữa tên là Thiệp Đoàn, em đang nuôi ý vịt bồ lai ăn cám tự trộn, em hỏi vịt cần bao nhiêu phần trăm đạm để vịt phát triển được tốt ạ? Vâng, đối với vịt đẻ, đối với vịt đặc biệt là vịt đẻ thì cái tỷ lệ đạm phải sử dụng cao nhá. Tỷ lệ đạm phải sử dụng cao là phải sử dụng là 18-20%. Đó,
18-20%. Và ngoài cái sử dụng đạm ra thì cần phải bổ sung khoáng và vitamin, đặc biệt là vitamin D. Cái lượng khoáng và vitamin D còn cần phải là bổ sung thường xuyên để mà đạt được cái tỷ lệ trứng cao và cũng như chất lượng trứng. Tức là cái nếu mà chúng ta thấy đạm nhiều, đạm đủ nhưng mà khoáng và cái vitamin, đặc biệt vitamin D thiếu thì cái chất lượng trứng sẽ không được tốt. Tức là cái tỷ lệ mà trứng vỏ mỏng và đẻ trứng non nó sẽ rất là cao. Cho nên là anh cần phải lưu ý ở chỗ đó nha. Vâng, một khán giả tên là Vũ Thị Biết, thầy cho em hỏi nếu mà lợn bị dịch tả như vậy thì cần phải vệ sinh như thế nào, có thể bao nhiêu ngày mới tái đàn? Vâng, trong trường hợp nhé, trong trường hợp là cái khu vực chăn nuôi của nhà mình bị bệnh dịch tả rồi đó, có thể là dịch tả lợn châu Phi hoặc có thể là dịch tả lợn cổ điển hoặc cũng có thể là bệnh tai xanh. Như vậy thì để mà tái đàn, sau này tái đàn mà không bị bệnh nữa, không bị mà đàn lợn không bị mắc bệnh nữa, thì ngoài cái việc mà vệ sinh tẩy uế chuồng nuôi ra thì còn có rất nhiều yếu tố khác nữa, nhưng mà cái yếu tố vệ sinh chuồng nuôi đóng một vai trò hết sức quan trọng. Thì chị cũng như bà con cần phải tiến hành như thế này. Thứ nhất, nếu mà chúng ta nuôi chuồng đèn ấy, nha, nếu nuôi chuồng đèn thì cái xử lý tốt nhất là bà con chúng ta dùng cái vôi cũ, tức là cái vôi mà người ta đã đun rồi đấy, mà sau này người ta tôi để xây nhà, những năm trước kia mà xây nhà người ta thường dùng là vôi cát là trộn lẫn với nhau người ta xây đấy, đúng không? Thì cái vôi cũ đó là sẽ là đập nhỏ như là nắm tay, sau đó trải đều lên cái nền chuồng nuôi đấy. Và khi mà trải đều cái vôi cũ trên nền chuồng nuôi rồi thì chúng ta tưới nước vào, tưới ngập nước vào, thì là hay còn gọi là cái hiện tượng là tôi vôi đấy. Thế vậy thì bằng cái biện pháp này thì chúng ta thấy nó cái hiệu quả rất là cao mà các cái thuốc sát trùng khác không thể có được. Thứ nhất là khi mà vôi cũ mà được tác động bởi nước có phản ứng hóa học mà nhiệt độ nó tăng lên, một nhiệt độ nó lên tới 1000 độ C. Thế vậy thì 1000 độ C thì chả có con gì mà sống được, đúng không? Chả có con gì mà sống được. Thì đấy là cái thứ nhất. Và thứ hai là vôi cũ mà tôi với nước thì là cái tính kiềm nó cao, hay pH nó rất là cao. Đó, mà pH rất cao thì đặc biệt là dịch tả lợn châu Phi mà bị tiêu diệt là phải cái tính kiềm pH cao. Đó, pH rất cao, có thể phải 10, phải 11 cơ. Nên thế vậy thì trong trường hợp này là chúng ta thấy pH nó có thể trên 11. Thì đấy là cái thứ hai. Và cái thứ ba là làm một cái dung dịch. Cho nên là cái dung dịch này chúng ta, khi chúng ta tôi và vôi nó tởi ra thành một cái dung dịch vôi đặc và nó sẽ thấm được xuống các cái nền chuồng, mà trong nền chuồng thì có thể là có sự gồ ghề hoặc là có các cái vết nứt rất là nhỏ, mà bằng cái thuốc sát trùng khác thì chúng ta thấy nó chỉ ở trên bề mặt thôi chứ còn nó không thấm sâu được dưới, nhưng bằng cái biện pháp vôi này thì chúng ta thấy nó thấm sâu rất là tốt, cho nên là chúng ta thấy là nó tiêu diệt được triệt để cái mầm bệnh ở trong cái trong chuồng nuôi. Và trong trường hợp này thì chúng ta phải để cái vôi cũ đó ngâm nó tôi đấy, hay gọi là tôi đấy, trong khoảng thời gian 30 ngày nhé, trong khoảng thời gian 30 ngày. Và sau 30 ngày thì chúng ta dùng cái cào hoặc là cái cuốc chúng ta nạo vét cái vôi mà nó đã được tỏi ra, mà nó đóng lại thành như là cháo đấy, chúng ta nạo vét. Và nhớ là chỉ nạo vét nhá, chỉ nạo vét. Và chúng ta sau khi mà chúng ta nạo vét sạch đó, tất nhiên nó sẽ có những cái, còn những cái vẹt vôi ở trên nền chuồng thì chúng ta cứ kệ, để kệ nó, và tuyệt đối là không được là dùng bất kể nước nào để chúng ta rửa. Thì nhiều bà con là tôi như vậy xong bắt đầu nạo vét xong là để mà rửa sạch chuồng, lại dùng cái nước bề mặt là chúng ta rửa chuồng thì chả có ý nghĩa gì cả, đúng không? Chả có ý nghĩa gì cả. Cho nên là chúng ta chỉ nạo vét, và đồng thời lúc này là chúng ta sử dụng cái thuốc sát trùng, ví dụ như bencoxit, iodine hoặc là antisep, chúng ta phun lên nền chuồng một lần nữa. Và đồng thời là chúng ta sử dụng cái phóc môn,
phốc môn 1,5% hoặc là 2%, chúng ta phun lên cái tường ở chuồng và phun lên cái gì nóc chuồng thêm sau một tuần là chúng ta tái đàn, thì cái vệ sinh chuồng nuôi đấy chúng ta thấy là được triệt để. Còn tất nhiên mà để mà tái đàn mà an toàn thì ngoài cái xử lý cái chuồng nuôi ra thì còn phải là chọn những con giống đó, và trong quá trình chăn nuôi phải là thực hiện cái phương thức chăn nuôi an toàn sinh học thì nó mới đảm bảo được cái hiệu quả trong quá trình chăn nuôi, mà cái tỷ lệ rủi ro nó sẽ thấp. Chứ còn nếu mà chỉ thực hiện một khâu thôi thì cái an toàn trong chăn nuôi nó sẽ không cao. Vâng, một khán giả tên là Nguyễn Đình Phong. Chú ơi, hôm nay trên cháu có một đội lên tập huấn về chăn nuôi và trồng trọt, người ta giới thiệu về loại thuốc chế phẩm sinh học của công ty thương mại Thanh Niên, sản phẩm là AIG, loại đó dùng có tốt không ạ? Thấy họ giới thiệu là tốt lắm. Vâng, thế vậy thì cái việc mà giới thiệu thuốc của mình thì ai mà chả giới thiệu tốt, đúng không? Ai mà chả giới thiệu tốt thì cái này thì tôi không khẳng định đó là tốt hay là không, có không khẳng định tốt hay là không, thì mà muốn biết được tốt hay là không thì cần phải sử dụng, đúng không? Cần phải sử dụng sau một cái khoảng thời gian nhất định thì chúng ta mới đánh giá được. Nhưng theo tôi nhé, theo tôi mà anh chị hoặc là bà con đã sử dụng các cái chế phẩm sinh học nào trước đó quen rồi thì chúng ta cứ nên sử dụng các cái thuốc đó nha, cứ nên sử dụng các cái thuốc đó. Chứ còn thì tất nhiên là thuốc mà ai sản xuất ra thì cũng đều là khen là thuốc của mình tốt, chứ ai có nói là thuốc của mình không tốt đâu, không tốt thì làm sao bán được nhá. Thì đấy là một vài cái trao đổi đối với anh và đối với bà con. Vâng, còn rất nhiều các câu hỏi nữa, nhưng cái thời gian đã hết thì tôi xin phép bà con những cái câu hỏi của bà con đưa ra chúng tôi sẽ còn lại đấy, chúng tôi sẽ trả lời với một cái khoảng thời gian là sớm nhất. Và cái khâu thứ ba là khâu giới thiệu thuốc, thì cái giới thiệu thuốc ở đây tôi giới thiệu ở đây là không phải là cái sản phẩm nào nó tốt nhất hay nọ thế kia. Trên thị trường là còn rất nhiều các chế phẩm sinh học, rất nhiều các loại thuốc, đúng không? Và tùy thuộc vào cái cơ số thuốc ở trên thị trường, và tùy thuộc vào cái mục đích điều trị, và tùy thuộc vào cái giá thành nhé, mà bà con chúng ta có thể là chúng ta chọn dùng cho hiệu quả. Nhưng tốt nhất là chúng ta sử dụng các loại thuốc mà nếu mà chúng ta đã sử dụng hoặc là các cái chế phẩm sinh học thế là chúng ta đã sử dụng quen trước nó rồi thì chúng ta cứ nên sử dụng. Chứ còn những thuốc mới thì chúng ta hãy thử xem nhé, hãy thử xem như thế nào. Đấy, vậy hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu cho bà con một số các cái loại thuốc. Đó, một số thuốc. Cái loại thuốc thứ nhất mà thuốc có tác dụng mà điều trị E. coli. Thế vậy thì E. coli ở đây có thể là E. coli của gia cầm, hoặc cũng có thể là E. coli của lợn. Nha, của lợn. Thế vậy là một cái chế phẩm, mà cái chế phẩm đây thì đây cũng là một cái chế phẩm thuốc mà cũng có tác dụng. Mà tôi nói là chỉ có tác dụng điều trị có hiệu quả. Cụ thể như là cái chế phẩm này thì nó có cái tên chế phẩm là khắc tinh E. coli, và nó đặc trị nhé, nó đặc trị E. coli kéo màng, bại huyết, hen vẩy mỏ và thương hàn của gia cầm, thương hàn của gia cầm. Và cái thành phần hoạt dược của nó chính là Osomix. Osomix thì cái này là trên thị trường hiện nay đối với chăn nuôi gia cầm người ta cũng sử dụng rất là nhiều đó. Thì đối với cái chế phẩm này là giá thành hợp lý,
hiệu quả điều trị của điều trị cao và cũng có phổ biến rộng rãi trên cái thị trường, trên cái thị trường chăn nuôi. Cho nên là trong quá trình mà chăn nuôi thì bà con chúng ta, thì nãy tôi nói rồi đấy, không phải là chỉ có dùng thuốc này, tức là trên thực tế có rất nhiều thuốc, nhưng mà cái thuốc này tôi hiểu trên thị trường hiện nay đã có các loại thuốc này, còn có cái loại thuốc này mà trong quá trình điều trị đối với bệnh E. coli của gia cầm. Thì đấy là cái loại thuốc thứ nhất. Cái loại thứ hai là cái thuốc mà ở đây là có tác dụng rất là tốt đối với thuốc này, đó là cái sản phẩm vỗ béo. Cái sản phẩm vỗ béo thì cái này số béo có thể là cho gà, cho lợn và cho trâu bò. Đó, có châu bò. Thì cái sản phẩm đây người ta gọi là cốm bổ nhân sâm tăng trưởng. Thì đấy, trên cái bao bì và trên cái lợi ích tác dụng của cái sản phẩm này, đây là cái sản phẩm mà gọi là dạng cốm siêu tan, nó rất là tan rất là nhanh và có tác dụng là tăng trọng, chống còi cọc và bung lông bật cựa, đẹp mã, tăng cái khối lượng cơ bắp, tăng khối lượng cơ bắp vân vân. Thuốc này nó đây là cái thuốc mà người ta gọi là cái thuốc mà tăng trọng, đó, thuốc tăng trọng và kích thích sinh trưởng phát triển đối với vật nuôi, đặc biệt là trước khi mà xuất bán nha, trước khi xuất bán hoặc là một tháng thì sử dụng cái chế phẩm này thì nó có cái hiệu quả cao. Thì đấy là buổi tối hôm nay là chúng tôi giới thiệu cho bà con hai cái sản phẩm thuốc thú y trong quá trình chăn nuôi thì bà con chúng ta tìm kiếm để bà con chúng ta dùng. Thì đây chúng tôi nói là trên thị trường đã có còn có các loại thuốc này nữa, chứ không phải là quảng cáo cái loại này là tốt, cái loại này là không tốt nha. Như vậy là một lần nữa xin cảm ơn bà con đã bớt chút thời gian tham gia theo dõi cái buổi livestream của chúng tôi, và cuối cùng xin chúc bà con một buổi tối tốt lành.